này phải cẩn thận nghe không? Sao thằng này giống mình biết chắc người ta? Đi đi hả? Chơi với thằng mẹ nè. Ủa, oppa chơi chó hả? Chọc chó. Cái này tôi lấy nam à? Không thấy bạn hả? Chị tôi là ma, tôi đâu phải con người đâu. Tôi biết thấy gì rồi thôi, tôi còn trong vắng đó. Bỏ đi đi. Cô là ma, tôi là người, tôi bị mất nhớ nữa, sao giúp cô được? Thì tôi nói rồi đó, chỉ cần anh giúp đỡ tôi thực hiện tâm nguyện, vậy là tôi không bao giờ bám theo nữa. Đi tới tiệm sách thứ 18 rồi đó. Cô hài lòng cô chưa? Đau quá. Trời ơi, có gì vậy? Không biết người ta nói bị ngộ độc thực phẩm. Mẹ tôi mà có vấn đề gì, tôi vậy là mới bị ngộ đó. Anh đang làm gì vậy? Bước chân không lo chữa, lo chữa bao đâu? Anh Huy! Nghe gì? Ấy gấu bên bờ suối tự tử hoài. Sao lại nó biết? Nó biết thấy mà tao có bạn gái, tính qua đi giúp. Cho thấy bạn